Cô gái bệnh hoạn. Ngày xưa, ở xã Bình Quân, huyện Cẩm Giàng, có vợ chồng một phú hộ nọ, sinh được mỗi một cô con gái. Cô xinh đẹp nhất làng, tính nết lại dịu dàng, hiền hậu. Nhân nhà cô có nuôi thầy mở lớp dạy chữ, phú hộ cũng cho con gái theo đòi nghiên bút. Cô rất thông minh, học chóng tiến tới, chẳng bao lâu đã thông kinh sách. Nghe tin cô đẹp người, tốt nết lại hay chữ, bọn con trai quanh vùng cũng đã nhiều kẻ đến đòi cưới nàng về làm vợ. Con gái ta phải sánh duyên với người nào văn chương lỗi lạc, chứ về với bọn phàm phu tục tử thì thật uổng phí xuân xanh một đời. Nhưng không ngờ thật là trớ trêu. Trong người cô mang một chứng bệnh mà thầy thuốc đành bó tay, đó là bệnh hủi. Tại sao con lại mắc phải căn bệnh quái ác này chứ? Không sao, dù ai có nói gì, con vẫn là con của ba mẹ mà. Cha, con muốn ra ngoài ở, bệnh của con dễ lây lắm, con không muốn làm khổ cha mẹ nữa. Và thế là phú ông đành phải làm một ngôi nhà bên cạnh đường, nhưng xa làng, để cho cô ở riêng biệt. Một năm sau. May quá, đúng trời mưa to thì mình nhìn thấy căn nhà này, phải xin vào trú tạm qua đêm nay vậy. Có ai ở nhà không? Ai vậy? Tôi là người qua đường, trời mưa to quá, xin cho trú nhờ qua đêm nay. Xin hãy đi kiếm chỗ khác mà trọ, ở đây nhà cửa tôi chật chội, không ở được đâu. Tôi là cử nhân họ Trần, đi thi hội, vì làng xóm còn quá xa, trời lại mưa to, xin cho tôi ngồi trước hiên chờ trời tạm ráo. Nếu không tiện thì tôi sẽ đi. Chàng vào đi, kẻo mưa lạnh. Bố mẹ đi vắng cả, chỉ có tôi ở nhà, mời chàng trọ lại đây thật là bất tiện. Nhưng nay thấy chàng đi đường mệt nhọc và ướt át, chẳng dám khăng khăng giữ lễ, vậy mời chàng cứ nghỉ lại đây. Đa tạ nàng hết lòng giúp đỡ. Tôi cũng không ngờ nàng lại là kẻ theo nghiệp sách đèn. Chẳng hay nàng là con gái nhà ai, bố mẹ làm gì? Cô gái nói thật tất cả, trừ cái bệnh của mình. Thấy cô học giỏi, anh học trò bèn cùng cô xướng họa. Hai bên đối đáp với nhau đến khuya. Chúng ta dù sao cũng có duyên gặp mặt, ta rất mến nàng. Nếu không chê, nàng có đồng ý làm vợ ta không? Phận thiếp xấu số, không đáng là kẻ nâng khăn sửa túi cho chàng. Xin chàng hãy để tâm vào việc thi cử trước mắt. Một lời vàng đá thề quyết trăm năm, xin nàng hãy chịu khó chờ. Chuyến này dù đổ hay hỏng, ta cũng sẽ cậy người đưa lục lễ đến trước nàng làm vợ. Ta may mắn được chàng thương tới, nhưng chàng đâu có biết ta bệnh hoạn khốn khổ thế này. Nếu chàng mà biết thì ta còn mặt mũi nào, chẳng thà chết quách đi còn hơn. Tuyệt vọng, trong một cơn phẫn chí đến cực độ, nàng bỗng dưng ngất đi, hồn lìa khỏi xác lúc nào không biết. Lại nói chuyện về anh học trò, sau khi giả từ đi luôn mấy ngày mới đến kinh kỳ. Vào trường thi, chàng làm bài rất trôi chảy, nhưng khi vào kỳ cuối, bài văn sách đều đề ra có phần hiểm hóc, làm anh ngậm bút mãi. Thôi chết, mình nhầm đoạn cuối rồi, chết thật. Đã hết giờ thi, xin mời các sĩ tử nộp bài. Lúc quan chủ khảo chấm thi, khi chấm đến bài của anh học trò họ Trần thì... Đoạn đầu thì có vẻ rất tốt, rất hay, nhưng đoạn sau thì lạc đề quá. Ôi, sao thế này? Tự dưng lại cứng hết tay là sao? Lại buồn ngủ nữa chứ. Đây là quyển thi của chồng tôi, xin ngài làm ơn rộng bút cho. Cô là ai và ở đâu? Tôi là con gái họ Nguyễn, quán xã Bình Quận, huyện Cẩm Giàng. Xin thầy hãy vớt cho bài thi của chồng tôi và cho chàng đỗ đạt. Thí sinh này hẳn có âm công gì đây, nên âm hồn theo từ xa để báo, ta cũng không nỡ thẳng tay. Anh đáng lý không được đổ vì bài văn sách không đạt phần kết, nhưng vì cô gái ấy đã báo mộng nên ta đã châm trước. Linh cảm có điều không hay đã xảy đến với cô gái họ Nguyễn. Chàng họ Trần tức tốc quay lại nơi cũ.
sao nàng lại ra đi đường đột như thế? Sao không giữ lời hẹn ước của chúng ta? Vậy là nàng mất sau khi mình đi một ngày. Như thế là hồn nàng đã theo ta đến kinh kỳ để giúp ta khỏi bị đánh hỏng bài thi. Mặc dù nàng đã chết, nhưng chàng họ Trần vẫn xin làm rể phú hộ, vì một ngày cũng là nghĩa phu thê. Không lâu sau, người ta thấy một tòa tháp nhỏ được xây lên trước ngôi nhà, có đề nơi an nghỉ của vợ tiến sĩ họ Trần. Sau này, dân chúng quanh vùng gọi tháp ấy là tháp báo ân, để tưởng nhớ công lao của nàng đã giúp chàng trai thuở nào đỗ đạt làm quan. Chiếc áo. Nam, dậy đi con. Mẹ, con ngủ tí nữa có được không ạ? Con xem mẹ có quà gì tặng con này. Ôi, mẹ tặng quà cho con ạ? Của con đây. Ôi mẹ, con cảm ơn mẹ. Lần đầu tiên con được mặc chiếc áo hợp mốt thế này. Đây chính là kiểu áo bây giờ tụi bạn ở lớp con đứa nào cũng ao ước có nó đấy mẹ ạ. Ôi cha cha, thằng Nam có áo mới kìa. Hôm nào cũng mặc áo cũ quần rách, thế mà hôm nay tinh tơm thế nhỉ. Ừ, trông đẹp trai ra phết. Xem nào, xem áo mới của Nam nào. Nhất cậu đấy, mình còn chưa có cái áo mốt nhất này đâu. Xin mãi mà bố mẹ chẳng mua cho. Ô hay, bên trong cổ áo hình như có vải hoa à. Ừ nhỉ, trông lạ quá. Để tớ xem nào. Tưởng áo xịn, hóa ra là áo vá. Mà đã không vá được mảnh vải nào tử tế, lại còn can vảy hoa. Áo con trai mà lại can vảy hoa, đúng là buồn cười. Tại sao mẹ lại lừa con? Áo vá mà mẹ nói với con là áo mới, để các bạn cười nhạo con. Con mặc áo rách quen rồi, từ nay mẹ khỏi lo áo mới. Quần mới gì, con không bao giờ cần đâu. Này thì áo mới này. Con đưa áo cho mẹ. Nhiều năm sau đó, mẹ Nam lâm bệnh và qua đời. Đó cũng là lúc Nam đã trưởng thành và hiểu được cả cuộc đời mẹ đã vất vả, hy sinh và nỗ lực nhường nào để nuôi cậu khôn lớn. Đây là những mẫu áo đang được ưa chuộng nhất, anh cứ thử đi ạ. À, đẹp quá. Chiếc áo rất hợp. Sợi dây thừng. Con quả đáng ghét. Mau trả lại đồng xu cho tao. Thôi được, mi không xuống thì ta sẽ leo lên, xem ai thắng ai. Trời, cao thế này, làm sao mà leo xuống được bây giờ? Cứu, cứu, cứu tôi với. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Các anh còn làm gì đó?
mau giúp tôi xuống đi. Tôi không trụ được nữa rồi. Cành cây gãy mất. Cây cao thế này biết giúp anh thế nào đây? Chẳng ai trèo lên mà đưa anh xuống được đâu. Hay là chúng ta cưa cho cái cây gãy là anh ta sẽ xuống được ngay. Thế thì anh ta gãy chân mất. Hay là xây một cái tháp bên cạnh cây, nửa tháng là xong. Nghĩ ra rồi, các anh đúng là lũ ngốc. Mau ném cho tôi một sợi dây thừng đi. Được rồi, giờ thì kéo tôi xuống đi. Kéo mạnh vào. Tại sao mình lại đen đuổi thế? Ngày nào mình cũng dùng sợi dây thừng đó kéo tùng nước từ dưới giếng lên, mà có cái nào sức bẻ gì đâu. Mình thật không tài nào hiểu nổi. Mà tất cả cũng chỉ tại cái đồng xu chết tiệt kia. Cứ mặc nó thì đâu đến nổi. Kẻ ngu ngốc thường luôn cho mình là người thông thái. Bông hoa trắng. Hôm nay ông đừng làm việc quá sức nha. Cháu có gói thêm cơm nắm cho ông đi đường đây ạ. Cảm ơn cháu gái Út. Bông hoa trắng của ông lúc nào cháu cũng chu đáo nhất. Dạ, may quá, kiếm nguyên được cả một cây khô lớn. Cây khô rễ thế này chắc là dễ đổ lắm đây. Ai cho ngươi đến phá nhà của ta? Tha cho ta, tha cho ta. Ta chỉ chặt bỏ cây khô thôi mà. Cây khô, nhưng nó là nhà của ta. Kẻ nào đụng đến sẽ phải chết. Tha cho ta, người muốn gì ta cũng sẽ làm theo yêu cầu của ngươi. Được, ta cũng chỉ đợi có thế. Ta biết ngươi có những ba cô cháu gái. Hãy để một cô gái làm vợ của ta. Hả? Làm vợ ngươi? Làm sao có thể như vậy được? Dù ngươi có giết ta, ta cũng không chịu đâu. Ngươi nghĩ ngươi có quyền lựa chọn giữa việc chịu và không chịu hay sao? Hoặc là một trong ba cô cháu gái của ngươi sẽ là vợ ta, hoặc là ta sẽ đến và giết hết các cháu của ngươi. Ô quỷ ơi, ta xin ngươi hãy tha cho các cháu của ta. Xin hãy lấy cái bản già này của ta đi. Ta lấy cái bản già của ngươi làm gì cơ chứ? Ta cho ngươi thời gian là 2 ngày. Nếu như không làm theo ý ta thì ngày đó sẽ là ngày giỗ của ba ông cháu ngươi. Về nhà, ông lão buồn rầu lắm. Nhưng rồi không còn cách nào khác, ông đành đem câu chuyện kể lại với ba cô cháu gái của mình. Ông biết đây là một điều kinh khủng. Ông không đành lòng, nhưng sự việc đã xảy ra như vậy. Một trong ba cháu, ai sẽ đồng ý làm vợ con quỷ? Ôi, ông đừng nói là sẽ bắt cháu đến sống với con quỷ đó nha. Cháu thà nhảy xuống nước mà chết đi còn hơn á. Không đời nào lại là cháu đâu ông ơi. Nếu ông cứ nhất quyết bắt cháu, cháu sẽ bỏ đi thật xa, xa thật luôn đó. Cháu đâu phải là người gây ra chuyện này cơ chứ. Phải rồi, đây không phải là lỗi của các cháu. Ông không nên để các cháu phải gánh chịu. Nhưng con quỷ hung ác ấy nhất định không để ông gánh chịu chuyện này một mình. Ông ơi, ông đừng lo lắng ạ. Cả đời ông đã hy sinh chăm sóc cho ba chị em cháu, mà chúng cháu chưa một lần nào có thể đền đáp điều gì đó cho ông. Ông hãy để cháu đến làm vợ con quỷ đi ạ. Em sẽ làm như thế thật sao? Trời ơi, làm sao mà em có thể sống cùng một con quỷ được cơ chứ? Hai chị đừng lo lắng gì cho em hết. Chỉ cần ông và các chị vẫn bình yên thì em thấy vui lắm rồi. Trời ơi, cháu gái của ông, cháu thật là thiệt thòi quá. Ông tin lòng tốt và sự hiếu thảo của cháu, dù sớm hay muộn cũng sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Ông ơi, ông đừng khóc nữa nha, cháu sẽ ổn thôi mà. Con thú đưa bông hoa trắng đi. Qua bao nhiêu là thung lũng, đồi núi, sông ngòi, cánh rừng. Nàng đừng sợ, từ hôm nay nàng sẽ ở đây. Ta sẽ ngủ ở bên ngoài cửa và sẽ không làm hại gì đến nàng cả đâu. Bây giờ nàng hãy nghỉ ngơi đi. Mỗi ngày con quỷ lại mang đến cho bông hoa trắng những niềm vui nho nhỏ. Dần dần
cô không còn sợ hãi con quỷ với bề ngoài gớm ghiếc nữa. Từ trong sâu thẳm trái tim mình, cô nhận thấy chính mình đang yêu thương quỷ hơn. Hai người gắn bó với nhau và thật bình yên. Một thời gian sau. Hả? Xem em kìa, thật là quê mùa. Sống ở đây thì mòn mỏi có khác gì là chết đâu cơ chứ. Không sao, các chị đến để giải thoát cho em đây nè. Nào, mau lên ngựa, chúng ta cùng bỏ trốn đi thôi. Em không đi đâu. Em với quỷ dẫu sao cũng đã là vợ chồng, quỷ cũng không làm hại gì đến em hết. Hơn nữa, đây cũng là lời hứa của ông với quỷ mà. Ôi chào, hứa với hẹn làm gì. Em thật là ngu dại. Bông hoa trắng ơi, lòng kiêu hãnh sẽ bắt em phải chết dần ở đây, trong túp liều bẩn thỉu này đó. Thôi, chúng ta về đi thôi chứ chẳng cần phải thương hại nó làm gì. Đi. Hai chị ở lại chơi với em đã, em còn chưa thăm được gì mà. Ở làm gì với nơi bẩn thỉu này, thật là mất công chúng ta thương hại cho em. À, quên mất cho em nhớ, sắp đến ngày cả họ nhà chúng ta tổ chức tiệc linh đình cho cụ tổ. Mà chắc em cũng chẳng đến được đâu nhỉ, buổi tiệc long trọng vậy, ai cũng ăn mặc đẹp hết cơ mà. Ông ơi, các chị ơi, phải làm thế nào đây, ta không thể không đến dự buổi lễ quan trọng này. Giờ thì nàng có thể đi được rồi, nàng hãy về thăm ông trước, rồi ngày mai hãy đến buổi tiệc. Cảm ơn ngài. Trong bộ quần áo sáng tựa ban mai, bông hoa trắng phi nhanh qua những ngọn núi cao, sông rộng. Cô ơi, cô có làm sao không? Ôi, thì ra là cô gái này, cô gái tuyệt sắc sống cùng quỷ dữ mà ta có lần đã trông thấy. Chắc em chưa biết đến ta, một hoàng tử hào hoa và bề thế nổi tiếng khắp xa gần. Nếu như ta tặng cho em cao sang quyền quý, em có đến bên ta không? Ngươi là ai? Mau tránh xa ta ra, ta là người đã kết hôn rồi. Ta biết em đang phải sống một cuộc đời khổ sở, hãy giải thoát cho mình. Hãy đến bên ta đi, ta sẽ cho em tất cả những gì mà em muốn. Các chị của em sẽ phải ghen tị với em. Thả ta ra, thả ta ra, có ai không, cứu tôi với. Ai cũng khao khát được trở thành vợ một hoàng tử như ta, tại sao nàng lại không đồng ý với ta chứ? Vì ta là cô gái đã có chồng, và mãi mãi trong lòng ta chỉ có một người chồng đó mà thôi. Chồng ư? Ta đã thừa biết rằng chồng của nàng chỉ là một con quỷ. Thật là nực cười khi lấy một con quỷ. Ngươi không có quyền giễu nhại chồng của ta. Chồng ta dù là một con quỷ nhưng vẫn luôn yêu thương và dành những điều tốt đẹp nhất cho ta. Đừng nhiều lời nữa, nhất quyết nàng không chịu bỏ con quỷ lấy ta phải không? Đúng vậy, không đời nào ta phản bội chồng của mình. Ngươi hãy thả ta ra đi, nếu như không muốn nhìn thấy ta chết ở đây. Thật không ngờ, trên đời này vẫn còn một người con gái có tấm lòng trung thủy, tròn sắc như vậy. Điều đó càng làm ta quý trọng nàng hơn. Nếu nàng không muốn, ta sẽ không ép buộc nàng nữa. Nàng hãy trở về nơi nàng tới đi. Sao đi tiệc về mà nàng lại rầu rĩ đến như vậy? Gặp lại người thân, nàng phải vui chứ. Tôi bị một kẻ làm phiền và không thể đến được buổi tiệc. Hắn đã bắt cóc tôi và hắn luôn miệng dụ dỗ tôi, trong khi tôi là một người đã kết hôn. Nàng luôn nhận mình là đã có chồng, nàng không thấy bất hạnh khi phải sống bên cạnh ta sao? Tại sao tôi lại phải cảm thấy bất hạnh cơ chứ? Người chưa bao giờ làm hại đến tôi, lại luôn làm những điều tốt nhất cho tôi, đó chẳng phải là một sự may mắn hay sao? Bông hoa trắng hiền lành của ta, đã 7 năm ta làm kiếp thú vì phạm phải lời nguyền. Chính lòng chung thủy và trái tim nhân hậu của nàng đã giúp ta thoát khỏi phép thuật ác độc kia. Từ nay em hãy ở bên ta thật hạnh phúc nha, bông hoa trắng nhỏ bé. Sao chàng không nói cho ta? Ngày xưa có một tiểu thần tiên sinh sống trong một vườn hồng rực rỡ. Tên của chú là Thiên Tinh. Chú nhỏ bé đến nỗi mỗi bông hoa đều là một căn phòng rộng lớn đối với chú. Khu vườn đó được chăm sóc bởi một chàng trai tên A Lan. Chàng là người làm vườn thuê cho gia đình địa chủ giàu có trong vùng. Nàng Helen, con gái địa chủ, là một cô gái xinh đẹp và dễ mến. Nàng rất yêu thương A Lan vì sự thật thà tốt bụng của chàng. Còn A Lan, chàng có thể làm tất cả mọi thứ vì nàng. Chú Thiên Tinh luôn cầu mong cho tình yêu của họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp, nhưng cuộc sống không hề dễ dàng như thế. Địa chủ từ lâu đã hứa gả Helen cho Liam,
con trai một địa chủ vô cùng giàu có khác. Xin lỗi công tử Liam, tôi không thể đón nhận tình cảm của ngài được. Vì sao chứ? Ta có điều gì không xứng với nàng? Không phải, ngài là một người rất tốt. Chỉ là trái tim của tôi đã trao cho một người khác mà thôi. Thôi được, nếu quả thật như vậy thì ta cầu phúc cho nàng được hạnh phúc. Cảm ơn ngài. Con vì một tên làm vườn mà từ chối tình cảm của Liam ư? Thưa cha, con yêu Alan. Alan là một người tốt bụng và chăm chỉ. Không đời nào cha chấp nhận thằng làm vườn nghèo khó đó. Con và nó không bao giờ được phép đến với nhau. Địa chủ đã sai người làm đuổi Alan ra khỏi nhà. Chú Thiên Tinh đau xót chứng kiến cảnh tượng đôi trẻ bị chia lìa. Helen, đang đừng buồn. Ngay khi ta tìm được một công việc mới tốt hơn, ta sẽ trở về tìm nàng. Thế nhưng, đã một tháng trôi qua, Alan không một lần quay lại. Helen mong ngóng tin tức của Alan đến quên ăn quên ngủ. Rõ ràng nó đối với con không thật lòng. Con hãy an phận làm vợ của Liam đi. Chàng sẽ không bỏ đi mà chưa nói với con tiếng nào đâu. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Con đừng hy vọng hảo huyền nữa. Nó sẽ không trở về đâu. Tội cho cô ấy quá. Ta phải đi tìm Alan mới được. Những cánh hoa này đều là do Alan một tay chăm sóc. Chúng sẽ đưa mình đến chỗ anh ấy. Cơn gió đưa cánh hoa bay xa mãi. Cuối cùng nó đáp xuống dưới một gốc cây bồ đề to lớn. Hả? Rõ ràng mình cảm nhận được Alan đang ở đây. Nhưng có ai ở đây đâu. Chú Thiên Tinh nhắm mắt tập trung làm phép thần để tìm Alan. Bỗng nhiên hình ảnh của Alan bị hãm hại hiện ra ngay tại nơi chú đang đứng. Hả? Alan đã chết rồi ư? Nếu linh hồn anh vẫn còn ở nơi này, hãy hiện ra gặp em. Alan, em là tiểu thần tiên sống trong khu vườn do anh trồng. Hãy cho em biết chuyện gì đã xảy ra với anh đi. Sau khi rời khỏi nhà địa chủ, tôi định sẽ tìm một nơi nào đó để xin việc làm, rồi quay lại tìm Helen. Nhưng hôm đó khi đến con đường này thì trời đã tối. Bỗng nhiên tôi bị đánh bất ngờ. Kẻ bịt mặt đó đã chôn tôi dưới gốc cây này. Helen tội nghiệp, có lẽ cô ấy đang đau khổ nhiều lắm. Cậu có thể giúp tôi tìm ra kẻ đã hãm hại tôi không? Anh yên tâm đi, em đã có cách. Chú Thiên Tinh bay mãi không quản ngày đêm tới ngôi nhà của bá tước cai quản cả vùng đất này. Có một người đã bị chết oan và chôn dưới gốc cây bồ đề dưới ngọn đồi ở phía nam ngôi làng Kansas. Xin ngài hãy giúp trừng trị kẻ ác tâm. Ta đang mơ ư? Tại sao lại có lá cây bồ đề ở đây? Phải chăng có vị thần tiên nào hiển linh báo mộng cho ta? Gốc cây bồ đề dưới ngọn đồi phía nam ngôi làng Kansas. Ngày hôm sau, bá tước ra thông báo sẽ cho đào quanh gốc tất cả các cây bồ đề ở ngôi làng Kansas để tìm ra bằng chứng của một vụ hãm hại. Hả? Có cây bồ đề nào cũng phải đào hết sao? Đúng vậy, bá tước được mật báo rằng có vật dụng trên người tên sát nhân rơi ở đó. Nhà ngươi đã bị bắt. Thả ta ra, thả ta ra. Hả? Công tử Liam. Liam, ngươi đã biết tội chưa? Thưa ngài, tôi chỉ tình cờ có mặt ở đó mà thôi. Bao nhiêu cây bồ đề mà ngươi lại ở đúng nơi xảy ra án mạng? Ngươi đến đó vì lo sợ ta sẽ tìm ra vật dụng của ngươi tại hiện trường đúng vậy không? Ta đã biết đó là cây bồ đề dưới ngọn đồi ngay từ đầu. Ta cố tình loan tin để lừa thủ phạm lộ mặt mà thôi. Và kẻ đó chính là ngươi. Tại sao ngươi lại hại anh ấy chứ? Vì ta yêu nàng. Nàng Phúc đã hứa hôn với ta, vậy mà lại yêu một gã làm vườn. Điều đó khiến ta thấy bị sỉ nhục. Nhìn nàng và hắn ở bên nhau khiến ta không thể chịu đựng được. Hắn không xứng với nàng. Đó chỉ là lý do bao biện cho sự ích kỷ của ngươi mà thôi. Ngươi nói ngươi yêu ta sao? Ngươi chỉ yêu chính mình thôi. Ta... Đủ rồi. Nếu ai cũng như ngươi dễ dàng tước đoạt mạng sống của người khác thì xã hội sẽ đi về đâu? Ngươi đâu mà nhốt Liam vào ngục chờ ngày xét xử? Tội ác dù khéo léo che đậy tới đâu cũng sẽ có ngày bị phơi bày. Chú Thiên Tinh bé nhỏ đã giúp tìm ra thủ phạm và khiến hắn bị trừng trị thích đáng. Alan à,
Anh hãy yên nghỉ nha. Thật buồn cho số phận của Alan và Helen. Chỉ vì sự ích kỷ, Liam đã gây ra một nỗi đau vô bờ cho những người vô tội khác. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.